Cái ngày đầu tiên á mà cô gặp con dâu tương lai của mình thì cô cảm nhận về người phụ nữ này như thế nào? Ngày đầu tiên gặp con dâu thì cô rất mến thương nó hiền, biết vui vẻ, biết bên chồng này kia. Tức là ngày đầu tiên gặp là thương mến, thương mến vì cái gì? Thấy nó vui vẻ này, tiếp xúc rồi nói đẹp chuyện ha. Con dâu đẹp là mình thích rồi ha. Còn chị cảm nhận gì, chị có ấn tượng điều gì khi lần đầu tiên gặp mẹ chồng không? Dạ, thì cái ngày lần đầu tiên gặp là chồng em dẫn ba mẹ xuống giống như là đám hỏi cho hai bên gặp nhau. Thì em thấy ba mẹ thì lần đầu tiên ba thì hơi nghiêm khắc, còn mẹ thì hơi dễ dãi, nhưng mà tâm lý mình thì hơi sợ. Nhưng mà khi tiếp xúc với ba mẹ thì thấy rất là mến. Nhưng sau đó về làm dâu thì con dâu có chu toàn cho mẹ chồng không? Lần đầu tiên em về làm dâu được khoảng chừng 3-4 tháng. Sắp tới là tới đám giỗ, mẹ giao vợ chồng em là đi chợ đặng mua đồ đi về đám giỗ. Thì mẹ dặn là mua hai cái lỗ tai heo. Em lựa hai cái lỗ tai heo bự. Tại cái lúc đó thì em nhớ chồng em nói là em có đi ăn măng cục. Thì chồng em mới nói là em ơi, lựa măng cục là phải lựa trái bự nó mới ngon. Thì em mới nói không, măng cục lựa trái nhỏ mới ngon. Mà chồng em nói quan điểm của anh là trái bự là ngon. Thì em mua hai cái lỗ tai heo, em cũng phải lựa cái bự nó mới ngon. Em lựa hai cái bự nhất trong cái sạp đó. Về thì mẹ luộc để mẹ trộn rỗi. Mẹ nấu, mẹ hầm tới mấy tiếng á, hầm hoài nó không có chín. Mẹ mới nói với em á, mày mua hai cái lỗ tai heo á, tao luộc mà tao cho chó ăn nó còn chê nữa. Luộc quá trời luộc luôn, bỏ nước đá vô, người ta nói bỏ gì cũng bỏ vô, bỏ cho mềm đâu mềm. Ra cho chó người ta ăn, chó người ta còn chê. Cắn đâu có nổi đâu. Cơm nước nhà nấu ăn uống thì được không cô? À, cô nấu. Rồi cô nấu tới nó giữ con tới 11 giờ. Rồi cô nấu xong rồi cô giữ con cho nó đi ngủ. Rồi chiều 4 giờ ra nó quét nhà, quét cửa, lau nhà, lau cửa. Nói chung nó có giờ ngủ, cô không có giờ ngủ đúng không? Không, cô đưa con nó, cô cũng muốn ngủ, tại mình già rồi mình nó không có ngủ. Mình không thích ngủ thôi, để cho con nó ngủ. Nhưng trước lúc có con thì con dâu có nấu cơm, nấu nước, có chăm sóc mẹ chồng tại không? Tại vì mẹ chồng với cha chồng ăn khó. Dạ. Nên tự mình nấu ăn, nó cũng có nấu. Mà nhưng mà giờ mình còn làm được thì mình làm, chừng nào mình làm không được thì con nó làm. Tức là về làm dâu cũng khỏe chỗ đó khỏe, ha? Khỏe, làm dâu đâu sướng lắm. Ông già chồng đâu uống nước trà, ngủ tới 8-9 giờ vậy cũng đâu có sao. Đâu phải pha trà đúng không? Ở nhà mình hai mẹ con mình có hợp nhau lắm không? Dạ cũng có. Gia đình thì hay đi chơi, giống như là tánh mẹ rất là giản dị. Con dâu mua cái gì thì mẹ mặc cái đó. Và là con dâu ăn cái gì thì mua cái gì cho mẹ thì mẹ ăn cái đó, mẹ không có chê khen. Em rất là thương mẹ là chỗ đó. Rồi có khi nào là chở mẹ đi siêu thị mua đồ? Mẹ không có sửa soạn mà con dâu đi mua đồ về cho mẹ. Từ hồi nó về tới giờ thì đồ nó đi tự nó sắm, nó đi mang mua về cho mẹ không à. Tánh con thì thích đẹp, thấy mẹ những cái vô đồ giống như là cũ kỹ thì mẹ giống như là người hay tiết kiệm, cắt giữ. Còn con thì thấy cũ thì giống như là con đi chợ hoặc là đi cái gì, đi siêu thị, thấy cái món đó giống như là hợp với mẹ thì con hay mua về cho mẹ hoặc là cho ba. Dâu có rủ mẹ tập thể dục không? Dạ không. Trời ơi, thấy không? Phải rủ mẹ tập thể dục. Mà quan trọng là mẹ có muốn tập không? Tập chứ. Phải tập thể dục với con. Không, mẹ có bệnh lên máu rồi, mẹ không có đi ấy rồi. Nhịp tim nó nhanh quá nó. Dạ. Đi nhẹ nhẹ thôi. Tới có luôn. Nhà có lên lầu rồi mẹ còn không dám đi lên mà. Lên lầu. Rồi lúc mà con dâu sinh thì cô có chăm sóc con dâu này kia không, hay là để mẹ ruột chăm sóc? Không, mẹ chồng nuôi, mẹ vừa mẹ ruột mất công chuyện, mẹ ruột có nuôi hai mẹ con. Nó có bầu lên nhà thương, hai mẹ con ở xong hai mẹ con về luôn. Bỏ ông ba chồng nó ở nhà. Ăn cơm hộp. Trời ơi. Rồi ba chồng có nói gì không? Không, ông cũng lên thăm nó luôn. Ông mới có đứa cháu nội đầu tiên à. Mừng quá mừng đúng không? Quá. Có bao giờ cô xích mích với con dâu này chưa, lần nào chưa? Không, nhiều khi nó quýnh con rồi cô la đã rồi cái thôi. Từ hồi có con tới giờ nó hay quýnh con này kia nọ. Quýnh con hả? Mình không con dạy con không mà. Từ nhiều khi mình quýnh á, mình thấy quýnh mình sốt ruột á. Quýnh dữ không vậy? Quýnh dữ nhiều khi đang ăn rồi nó tức, nó núc rồi nó giả ăn cái bát. Trời ơi. Giả quýnh cái bát vô mặt luôn hả cô? Giờ cái mình nhiều khi mình tức mình giận, giờ thôi mình giận rồi thôi mình cũng bỏ qua. Rồi không nói thẳng với nó, không la nữa. Thì la cũng la chửi rồi mình bỏ. Rồi nói thôi vậy. La thì nó có thay đổi mà, la nó đứng cười. La nó bỏ vô buồn. Bỏ buồn nó không nghe hả? Nó nghe mà nó vô buồn. Vô buồn nghe. Không, nó nghe xong rồi mình quýnh nó la nó nói mày
Mày quýnh nó mày giết nó chết luôn đi. Trời ơi, giờ nó... Ghê vậy? Tức quá nó quýnh. Xong vậy hai mẹ con cũng bình thường à. Không có gì cho chơi. Bỏ vô buồn xong rồi mai nó có quýnh không? Không, giờ mà nó không quýnh. Nó nói bà này. Hôm nay có quýnh không? Không, hôm nay nó không có quýnh. Vậy là có hiệu quả rồi. Vậy là con dâu quá nghe lời luôn rồi. Nhưng mà chị, em thấy hai mẹ con mình mâu thuẫn với cách dạy con, dạy cháu lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Tính em mình là giống như là bé còn nhỏ, thì những cái lúc mà một tuổi á, giống như mình dạy sao thì bé nghe vậy. Bà thì rất là cưng cháu, bà cứ ẩm giống đúc á, thì em kêu là bé ngồi ăn. Bé hay lăn xăng, thì bà cứ ẩm gì đó, rồi em đúc thì bé cứ nhả. Thì vô tình em lấy cái muỗng á, vô tình giả cái mỏ mà chảy máu. Đau quá. Xong mẹ mới tức quá, mẹ mới la là con mày đẻ, mày giết nó luôn đi, mày quýnh chi chảy máu. Thì lúc đó thì em chỉ lỡ thôi, giống như mình lầm, giống như hơi mạnh thôi. Thì lúc đó lần sau em mới có kinh nghiệm là chấm chỉ la thôi. Yeah. Bà nội có khi nào cho cháu ăn uống gì không? Dạ có, bà là hay gắt cưng chiều bé. Nhà thì em với chồng em thì không uống cà phê, ba chồng em cũng không uống cà phê, mà mẹ chồng thì uống cà phê, bé thì lại ghiền cà phê. Tại vì bà chăm bé thì cho uống cà phê giết bé ghiền. Rồi. Em có nói với bà nhiều lần, nói mẹ ơi bé còn nhỏ uống cà phê nhiều nên bé nó ghiền. Em nói thì nói nhưng mà bà cũng vẫn lén lút cứ đút. Thì nhiều lúc lần em thấy mình cũng hơi bực. Nhưng mà nói hoài thì mẹ không có rút kinh nghiệm lại. Rồi bà cứ cho bé ăn kẹo, là rồi ăn nho khô. Bữa đó là bà có cho bé ăn nho khô mười mấy trái á. Tới giờ con đút cháo cho bé, bé nó không tiêu, nó bị ói ra. Thì ói ra lần thấy mười mấy trái, em thấy mới sốt ruột quá. Em mới vô nói với bà là mẹ ơi, từ đây tới mẹ đừng cho bé ăn những mấy cái lọt giặt linh tinh nữa, không có tốt. Trong khi đó thì em hơi nóng giận, em nói chuyện ơi với mẹ hơi lớn tiếng. Thì mẹ mới nói là không có đút. Thì tại vì đang ói mình thấy chứng cứ đó mà mẹ nói mẹ không có. Thì ở nhà chỉ có hai mẹ con thôi, em thì em không đút. Thì mẹ chói em mới tức, em mới nói không tin thì mẹ lên trên mẹ coi kìa, cái ói cũng còn đó. Cho mẹ không đủ thừa tại ba ta mày đó. Không có, anh nhà vòng vòng có mấy đứa nhà cháu nữa, nó vô nó chơi nữa. Ừ, biết đâu mấy đứa cháu sao. Để hộp đó đó, giờ nó ăn mà nó. Hồi bữa cô có đút không? Không, bữa đó không có đút. Thiệt không? Thiệt mà. Cô để cái hộp gần đó đúng không? Không, để đó nhiều khi con Liên đồ này kia nó. Rồi, tại con nhỏ kia. Nhưng mà không có, mình nói không có. Đúng rồi, sao ép mẹ có được. Dạ. Rồi nó tóm lại gì, đó là những chi tiết nó nhỏ nhặt lắm, nó nhẹ thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ như thế hoài á, bữa nay không nói ra đó, cứ không hiểu người này, không hiểu kia, từ từ nó sẽ dâng cao cái độ gọi là mâu thuẫn ha. Giờ nó còn nhỏ lắm. Dạ. Hiện tại thì có điều gì ở chị mà cô chưa hài lòng không? Thì cô rất hài lòng nó, mà điều có tặc nó hay ấy con cái. Quýnh con, tát thì chát luôn hả? Chứ cái gì nó cũng được. Dạ. Gì cũng được. Có những cái điều gì mà em là em mà buồn mẹ em không dám nói, hoặc là mẹ làm gì em buồn? Có một lần là em mới về làm dâu của mẹ, lúc em đang mang thai. Thì lúc đó em với mẹ có cãi vã. Em không nhớ là hiện tại bây giờ là cãi vã vụ gì, nhưng mà em nhớ cái lúc đó là rất là mâu thuẫn. Là mẹ đòi đi ra ngoài làm, người khác giống như là phiên mẹ là mẹ lớn tuổi rồi, giờ ở nhà là coi ba với em, rồi mới mốt nữa có cháu cũng coi cháu. Thì mẹ có nói vô tình á là em nghe con nó thì nữa nó đẻ nó nuôi. Em nói câu đó giống như em nghe em bị tuổi, giống như mình về làm dâu á thì mình chỉ nhờ sống bên ba với bên mẹ chồng, mà nghe mẹ chồng như vậy cái em thấy em tuổi. Cái em vô em mới nói với chồng em, nhưng mà lúc mẹ giận thì mẹ nói thôi, nhưng mà lúc mẹ em sanh thì mẹ rất là thương em và thương cháu và chăm từ đầu đến cuối luôn. Và em rất là may mắn khi về được làm dâu với ba và mẹ. Người lớn thì đôi khi giận dỗi nói một tí thôi, nếu mà mình hiểu được tâm lý đó thì đâu có gì đâu, chứ ai đâu bỏ con cháu như thế. Phải không cô? Nhiều khi hai chồng đi chơi không bỏ con nhà tôi giữ không? Ngủ tôi giữ tối ngày luôn. Có cho nó ăn nho không? Nhiều khi hai ba ngày cũng bỏ nhà bà nội với ông nội ở nhà giữ. Thấy chưa, khỏe quá rồi. Hai chồng nó sướng mà. Hôm nay thì đến tham gia chương trình, cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì để tốt hơn trong gia đình hay không? Thì phiên nó thôi đừng đánh con nội này kia, dạy nó từ từ thôi. Chứ cái gì nó cũng tốt, nó đối xử bên chồng này kia cũng tốt.
Vậy là tốt rồi. Con dâu cũng muốn nói về điều gì với mẹ không? Thông qua chương trình này, con muốn gửi lời cảm ơn đến ba với mẹ đã thương yêu con, và con rất là may mắn vì làm dâu ba mẹ. Và con mong ba mẹ có nhiều sức khỏe và sống như vợ chồng con và với cháu. Mong mẹ đừng cho cháu uống cà phê nữa và ăn nước đá nữa. Mong mẹ đừng có cho cháu uống cà phê với ăn nho nữa. Rồi, hai mẹ con ôm nhau nào. À, hay quá. Rồi, chương trình gửi một cái kỷ niệm để chúng ta có thể nhớ những ngày chúng ta tham gia chương trình ha. Rồi, chúc cho gia đình chúng ta hạnh phúc và thành công. Chúc cô mạnh khỏe nha.